5 triệu đô la Mỹ cho công ty Hack Smartphone, cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICE, đã trả 35 triệu đô la Mỹ cho công ty Cellebrit của Israel để mở khóa và trích xuất dữ liệu từ smartphone. Theo đó, đơn đặt hàng trên được thực hiện từ 24 tháng 6 theo hợp đồng ký kết có thời hạn 5 năm giữa ICE và Cellebrit, giá trị hợp đồng dao động từ 30 đến 35 triệu đô la Mỹ. Cellebrit là công ty đã giúp FBI mở khóa iPhone của tay súng trong vụ thảm sát San Bernardino hồi năm 2016. Công ty này vừa tung ra gói giải pháp UFED Premium dành riêng cho cơ quan luật pháp, giúp mở khóa và lấy dữ liệu từ tất cả thiết bị iOS và Android cao cấp. Ngoài ICE, các cơ quan khác của Mỹ như điều tra an ninh nội địa, trung tâm tội phạm mạng cũng hưởng lợi từ công cụ Celebrate. HSC chuyên điều tra các loại hình tội phạm xuyên biên giới, gồm buôn người và gian dối nhập cư. Đơn đặt hàng của ICE được triển khai sau khi tổ chức này bị chỉ trích vì hợp tác với Amazon và công ty khai thác dữ liệu Palantir cả Amazon và Palantir đều bị lên án vì cung cấp dữ liệu không được phép của người nhập cư vào Mỹ cho ICE. Năng lực của Cellebrite được đánh giá rất cao. Gói giải pháp UFED Premium có thể mở khóa bất cứ thiết bị iOS nào, từ iOS 7 tới iOS 12.3, tất cả smartphone Android cao cấp, từ Galaxy S6 tới Galaxy S9 và thiết bị của Huawei, Motorola và Xiaomi đều bị phá mã. Đáng chú ý ICE đã đặt hàng Celebri chỉ 2 tuần sau khi hãng này giới thiệu gói giải pháp UFED Premium.